Em Dũng Hương Audio Hà Nội xin được mến chào các bác, và hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 2023. Thì vào ngày hôm qua là ngày 16 tháng 2 năm 2023 thì em có làm một cái video giới thiệu đến các bác rất nhiều cái sản phẩm và có một cái chương trình là đoán hai số cuối của một tờ tiền. Nếu trúng thì nếu đúng thì sẽ quà tặng sẽ là một sợi dây quang dài 1,5 m trị giá 400.000 đồng. Và bên em nếu bác nào đoán trúng thì bên em sẽ free ship cái dây quang đến tận nhà cho các bác chỉ việc nhận hàng thôi. Thì cũng như cái video hôm qua thì cũng có rất nhiều bác nhưng mà các bác đoán chưa trúng. Đấy. Thì cái tờ tiền 1.000 này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sản xuất thì có số seri của nó là 36237 và em đã che hai số cuối. Đấy thì các bác sẽ đoán cho em hai số cuối của tờ tiền này từ 00 đến 99 nhé. Và để thể lệ để đúng cái tờ tiền này đã để đoán đúng được cái và nhận được sợi dây quang này thì các bác sẽ làm như sau. Thì cái đầu tiên thì các bác sẽ viết cho em vào bình luận video này hai số cuối mà các bác cảm thấy yêu thích. Đấy. Và cái thứ hai thì các bác sẽ ấn cho em nút like. Còn nếu các bác mà chưa đăng ký kênh này của em thì các bác cho em xin một nút đăng ký kênh ạ. Vâng. Đấy thì để đấy cái thể lệ chỉ như vậy thôi, và các bác chỉ được bình luận một lần trên một video thôi chứ không được bình luận hai lần. Đấy em cũng nói như thế nhé. Và để trở lại cái phần chính của cái video này thì em xin giới thiệu đến các bác một chiếc đầu MD hết số của Kenwood, và nó có thêm cái chức năng là giải mã 24 bit không cần đĩa mồi. Cái model Kenwood 9090 này là model hết số với giá xuất xưởng của nó là 180.000 yên, giá cực cao luôn. Đây, các bác nhìn này, nó ghi luôn trên mặt máy này 24 bit DA convert, 20 bit rack driver. 20 bit rack driver này là 20 bit là khi mình ghi cái nhạc từ bên ngoài vào cái đĩa này thì được 2 bit, còn khi mình nghe DA thẳng là được 24 bit. Đấy. Thì chiếc đầu Kenwood này thì về trong tình trạng là đẹp tới trên 97%. Mặt mũi góc cạnh là cũng không có một vết xước nào cả. Đấy. Đây nó duy nhất bị một tí chỗ này thôi. Đây, nắp lưng không móp méo các bác nhá. Khiển zin. Đúng mã luôn là RCM0703. Đấy, khiển zin của nó đấy. Đấy, mặt lưng rất đẹp nha. Em sẽ quay qua sang bên này. Đây cái chỗ này là chỗ vết bẩn thôi, em cũng chưa vệ sinh đâu. Thì đây là cái dây nguồn của nó này. Cái dây nguồn cũng có cả chữ dây zin đi theo máy về là Kenwood này, dập nổi này. Rất đẹp. Và bây giờ em sẽ quay cái đằng sau. Con này nó có số serie là 70802242. Con này là điện 100V 16W 50/60 Hz, máy được sản xuất trực tiếp tại Nhật Bản. Các cổng ra vào của nó thì nó gồm có một đường AV Ramni, một đường AV vào, một đường quang từ TV, hai đường đồng trục Coaxial 1 và Coaxial 3. Đấy. Nên tại sao đánh cái số này? Đấy, thì khi các bác bấm input ở trên đầu kia, nó ghi là digital 1, digital 2, digital 3. Đường ra nó gồm một đường quang, một đường đồng trục này. Máy rất đẹp. Còn bây giờ thì các bác sẽ đợi em tầm 10 giây để em tháo ốc của cái nắp lưng này ra. Và em cũng sẽ quay luôn cho các bác xem cái ruột gan hình thức nó đẹp như thế nào bên trong. Vâng nha, bây giờ em đã tháo được cái nắp lưng ra và tháo hết tất cả những cái con ốc ở cái tấm tấm này, tấm sắt này. Đấy. Cái bên trong của thằng hãng Kenwood nó làm rất kỹ về cái nội thất này. Các bác nhìn này. Con này rất tấm này nó phải dày tới 4 ly. Rất nặng luôn. Và bên máy được chia làm 3 ngăn. Đấy. Có tấm nhôm ở giữa để chống nhiễu này, đây. Đấy, bo mạch nguồn vào này, xuất âm analog này, giải mã này, và nó có thêm một cái bo DA ở đây nữa này. Đấy, nó chạy 3, 4, 8 con gì thế này. Đấy. Các bác nhìn nội thất nó khủng không?
Máy móc bên em về thì các bác yên tâm là zin nguyên bản 100%, không có mông má và không có sửa chữa. Đây các bác nhìn này, trắng phau luôn. Rất đẹp. Thì bây giờ các bác sẽ đợi em thêm tầm 5 giây nữa đi. Em sẽ quay, em sẽ ghim các thứ và em sẽ test cho bác những cái chất âm của con này và cách kết nối. Vâng nhá, bây giờ em sẽ quay cái cắm trước đầu Kenwood này. Đây thì các bác sẽ cắm cổng quang vào đây cho em này. Đấy, vào cái chỗ đấy, số 2 OPT này, AV RAM ni này, đấy, chỉ thế thôi. Còn bây giờ thì em sẽ bật đút đĩa MD vào và em sẽ test cho các bác một cái đoạn nhạc từ TV. Thì đĩa này thì các bác rút theo chiều mũi tên cho em nhé. Rồi đã nhận bài rất nhanh, nhận đĩa rất nhanh này, ấn play để chạy này. Đấy, em test một đoạn nhạc từ chiếc đĩa MD. Phím này là phím lách, bài hát này, cái núm này. Còn ai nữa đã yêu nhau trong cuộc đời.
Thì cái chất âm của con này nó cực kỳ hay. Chất âm của Kenwood thì bao giờ nó cũng rất là chi là cái tiếng rất chắc và chi tiết, cái giải bát rất chắc tiếng. Còn về cái phần làm giải mã từ đường quang từ TV này thì các bác chỉ cần ấn chút em nút monitor thôi. Đấy. Còn bây giờ em sẽ đút cái đĩa MD, em sẽ test phần ghi nhạc từ YouTube về. Những chiếc đầu MD nó có rất chức năng rất hay là có thể các bác sẽ ghi nhạc này. Và khi ghi nhạc thì các bác sẽ ấn cho em nút chấm đỏ này hai lần cho em. Một lần. Rồi, không ghi nữa các bác. Đây, đợi nó níu vào đĩa này. Ấn nút stop cho em nhé, không ghi nữa, ấn nút stop cho em nhé. Đấy. Em sẽ play, em sẽ lách lên cái bài thứ 10 14 này.
Thế thì những cái chức năng cơ bản nhất thì em cũng đã test ok hết rồi nhá. Thì cái con đầu Kenwood 9090 này em bán cho các bác với giá là 7 triệu đồng. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em theo cái số điện thoại là 0966723489 và cũng là cái số Zalo của em. Và một lần nữa em cũng xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm ủng hộ hàng bên em suốt 7 năm qua. Đầu xuân năm mới thì em cũng xin chúc toàn thể các bác có một sức khỏe dồi dào, thành công trên mọi lĩnh vực. Và em xin chân thành cảm ơn.